Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu xem trực tâm là gì. Các tính chất đặc biệt cùng cách xác định trực tâm ở tất cả các dạng tam giác. Bắt đầu thôi. Trực tâm được định nghĩa là giao điểm của ba đường cao trong tam giác. Giả sử xét trong tam giác bất kỳ ABC, lần lượt ta kẻ các đường cao AH, BD, CK. Giao điểm của ba đường cao này giao nhau tại một điểm ta gọi là Y. Lúc này, Y chính là trực tâm của tam giác ABC cần tìm. Dựa vào định nghĩa, trực tâm là giao điểm ba đường cao. Vậy để xác định được trực tâm thì ta chỉ cần xác định giao điểm của ba đường cao. Ta lần lượt xác định trực tâm của các dạng tam giác. Trực tâm của tam giác nhọn là giao điểm của ba đường cao và nằm bên trong tam giác. Trực tâm của tam giác vuông là giao điểm của ba đường cao và chính là đỉnh góc vuông. Xét tam giác vuông ABC vuông tại B. Lúc này, B chính là giao điểm của hai đường cao kẻ từ đỉnh A và đỉnh C. Do đó B vừa là đỉnh góc vuông của tam giác vừa là trực tâm của tam giác ABC. Trong tam giác tù, đặc biệt hơn một chút. Xét tam giác tù ABC có đỉnh A lớn hơn 90 độ. Kéo dài đường thẳng AB và AC. Lần lượt kẻ các đường cao đi qua các đỉnh A, B, C và lần lượt vuông góc với các đường thẳng BC, AC, AB. Ba đường cao này giao nhau tại một điểm đặt tên là Y. Kết luận, Y là trực tâm tam giác tù ABC, trực tâm Y nằm ngoài tam giác ABC. Như vậy, trực tâm của tam giác tù là giao điểm ba đường cao và nằm ngoài tam giác. Tính chất đặc biệt trực tâm tam giác. 1. Trong tam giác cân. Đường cao kẻ từ đỉnh đồng thời là đường trung tuyến, đường trung trực, đường phân giác của tam giác đó. 2. Trong tam giác đều. Đường cao kẻ từ đỉnh đồng thời là đường trung tuyến, đường trung trực, đường phân giác của tam giác đó. 3. Trực tâm của tam giác nhọn chính là tâm đường tròn nội tiếp tạo từ chân ba đường cao. Để bạn hiểu hơn tính chất này, ta có ví dụ, xét tam giác nhọn ABC, lần lượt kẻ các đường cao từ đỉnh A, B, C giao với AB tại K, AC tại D, BC tại H. Giao điểm ba đường cao trên là trực tâm của tam giác ta gọi là Y. Lần lượt nối ba điểm HKD lại tạo thành tam giác HKD. Lúc này Y vừa là trực tâm tam giác ABC đồng thời là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác HDK. 4. Khoảng cách từ trực tâm tới một đỉnh tam giác bằng hai lần khoảng cách từ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đến trung điểm cạnh nối hai đỉnh còn lại. Ví dụ, xét tam giác bất kỳ ABC. M là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Y là trực tâm của tam giác. Điểm G là trung điểm cạnh BC. Khoảng cách từ trực tâm tới một đỉnh tam giác bằng hai lần khoảng cách từ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đến trung điểm cạnh nối hai đỉnh còn lại. Do đó, AI bằng hai lần MG. 5. Đường cao tam giác ứng với một đỉnh cắt đường tròn ngoại tiếp tại điểm thứ hai là đối xứng của trực tâm qua cạnh tương ứng. Ví dụ, xét tam giác ABC có đường tròn ngoại tiếp tâm M. Trực tâm Y, HKD lần lượt là chân đường cao thuộc BC, AB và AC. Kéo dài đường thẳng AH cắt đường tròn ngoại tiếp tại một điểm, đặt tên là N. Lúc này theo tính chất 5, điểm N chính là điểm đối xứng của trực tâm Y qua cạnh BC. HI bằng HN. Tính chất 5 chính là định lý Carnot. Trên đây, mình mong video này sẽ giúp các bạn hiểu hơn trực tâm là gì, cách xác định trực tâm và 5 tính chất trực tâm mà bạn cần nắm rõ. Điều này sẽ giúp các bạn vận dụng để xử lý các bài toán sau này. Bạn hãy chứng minh lại 5 tính chất của trực tâm để hiểu rõ hơn bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Hữu ích hãy cho mình một like, một đăng ký, bình luận các vấn đề bạn đang gặp phải để mình làm các video mới trả lời nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn.